Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là em đây. Mọi người ơi, hôm nay thì em sẽ làm video này để dành tặng riêng cho các chị. Thì tuy nhiên rằng nếu mà các anh hay là những ông chồng đang thật sự rất là yêu thương vợ mình cũng nên xem hết video này nhá. Thì mọi người ơi, mọi người hãy trả lời giúp em, đó là thời kỳ kinh hoàng nhất của chị em phụ nữ là gì ạ? Đó là thời kỳ tiền mãn kinh đúng không ạ? Thời kỳ tiền mãn kinh thì sẽ dẫn đến cái cơ thể của chị em phụ nữ mình là gì ạ? Đau đầu, mất ngủ, bốc hỏa, giảm ham muốn tình dục, khô hạn, rối loạn kinh nguyệt, hay thậm chí là mất kinh, đúng không ạ? Thì tuy nhiên rằng cái độ tuổi mà cái thời kỳ tiền mãn kinh ấy, nó phải rơi vào tầm là tầm 45 trở đi đúng không ạ? 40-45 trở đi. Thì tuy nhiên rằng với cái thời bây giờ ấy, em thấy nhá, rất nhiều người, hay là ngay kể bản thân em đây, 30 tuổi thôi nhưng mà đang có những cái dấu hiệu của tiền mãn kinh rồi ạ. Em rất là lo sợ luôn. Em rất hay bị bốc hỏa, thỉnh thoảng rất hay bốc hỏa. Con cái mà nó chỉ là bày đồ chơi ra một chút thôi là em bắt đầu cáu gắt, em quát ầm lên rồi. Và đặc biệt là sau khi sinh em bé, không chỉ em mà rất nhiều chị em phụ nữ là cái kỳ kinh nguyệt của mình nó bị thay đổi, hay là thỉnh thoảng là cái việc mà quan hệ vợ chồng mình nó cũng không được trơn tru, bị khô hạn đấy ạ. Thì đang độ tuổi rất là trẻ và đang gọi là cái độ tuổi đỉnh cao của cái sự hạnh phúc gia đình mà mình gặp những cái vấn đề như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng lực ít nhiều đúng không ạ? Thì có rất nhiều chị em mà nhắn tin cho em ý, hỏi là làm sao để cải thiện được cái tình trạng đấy. Thì em cũng đã tìm qua, cũng nghiên cứu, cũng như là sử dụng rất nhiều sản phẩm. Thì hôm nay thì em cũng sẽ là lên đây để em tâm sự với các chị, cũng như là tư vấn cho các chị một sản phẩm để ổn định cái cơ thể của mình, cũng như là kéo dài cái thanh xuân, kéo dài cái tuổi xuân của mình cho các chị em nhé. Thì hôm nay thì em mang đến cho mọi người ở đây, đó chính là một sản phẩm của nhà Double Hair nữa. Thì mọi người cũng thấy đấy, em rất là hay giới thiệu với mọi người những cái sản phẩm của Double Hair, đúng không ạ? Bởi vì Double Hair này thì là một hãng rất là nổi tiếng về vitamin cũng như là thực phẩm chức năng của Đức. Đây thì hôm nay em mang đến cho mọi người đây, đó chính là viên uống Active Nemo. Thì cái viên uống Active Meno này thì nó sẽ cân bằng cái nội tiết, nó sẽ cân bằng cái hormone estrogen trong cơ thể con người, trong cơ thể phụ nữ mình, để ổn định lại cái nội tiết của mình. Đấy, nó sẽ là sắp xếp lại cái chu kỳ kinh nguyệt của mình. Đấy, và nó sẽ có là bổ sung thêm cả isoflavon. Đấy, rất tốt cho chị em phụ nữ mình đấy ạ. Nó sẽ kéo dài cái tuổi thanh xuân của mình, hạn chế lại cái thời kỳ tiền mãn kinh. Đấy, và đặc biệt nó sẽ bổ sung thêm biotin D3, vitamin nhóm B và canxi. Thì biotin D3 canxi nó sẽ giúp cho mình phòng tránh được cái thời kỳ loãng cái gọi là cái tình trạng mình bị loãng xương đấy ạ. Rất là tốt. Và ngoài ra thì nó sẽ bổ sung thêm các loại vitamin B, B1, B2, B12, nó sẽ giúp cơ thể của mình phát triển một cách toàn diện. Không, em xin lỗi, không phải phát triển một cách toàn diện mà là nó phát triển một cách bình thường đấy ạ. Đấy, và nó sẽ cải thiện cho mình cả những cái dây thần kinh để cho mình là không bị bốc hỏa cũng như là ngủ ngon giấc hơn mọi người nhá. Đấy, thì cái Active Nemo này ấy, thì em cũng đang sử dụng cái Active Nemo này được 1 tháng rồi. Một hộp như thế này sẽ được 30 viên và mỗi ngày mình chỉ cần uống một viên thôi, mình không cần uống nhiều nhá mọi người nhá. Mình không cần uống nhiều. Đấy, thì một hộp như này được 30 viên thì hiện tại là em đang uống hộp thứ 2 rồi. Đấy, và cái tình trạng mà em thấy là nó cải thiện rõ nhất đó chính là em thấy là không còn gọi là cái tình trạng kiểu như là bốc hỏa của em ấy đã giảm đi nhiều rồi. Không còn bốc hỏa, không đau đầu và ngủ đã ngon giấc hơn rồi. Và cái việc vợ chồng của em ấy thì cũng đang cải thiện được phần nào rồi mọi người ạ. Đấy. Thì tuy nhiên rằng là cái Active Nemo này thì em cũng có một khuyến cáo cho mọi người, đó là đối với chị em phụ nữ mình ấy. Đấy, mà ai mà hiện tại là đang có nhân sơ, đấy, nhân sơ tuyến giáp này, nhân sơ tử cung hay là các loại nhân sơ ấy, thì hiện tại là cái này thì mình không nên sử dụng nhá. Bởi vì trong này thì nó sẽ có isoflavon thì nó sẽ không tốt cho những cái nhân sơ đấy. Còn lại những cái trường hợp khác bình thường, cơ thể bình thường thì hãy sử dụng cái Active Nemo này để là gìn giữ lại thanh xuân cũng như ổn định cái nội tiết của mình nhá mọi người nhá. Đấy, thì là cái này chính là bí quyết để chị em mình gìn giữ thanh xuân, gìn giữ hạnh phúc gia đình đấy ạ. Mọi người, chị em phụ nữ mình hay là các anh có thể là mua Active Nemo để dành tặng cho vợ mình nhé.